Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại nhà bác Phạm Văn Mạnh, cựu chiến binh trung đoàn 210. Vâng, tôi thì đọc là 210 và các bác ấy đang khiếu nại. Trong một cái không khí mà rất là sôi nổi của một cái làng nghề, gọi là làng nhưng mà thực ra thì nó cũng to như là một cái phố, và cửa đã đóng. Tôi hy vọng là âm thanh sẽ đạt được ở mức tốt nhất có thể để chuyển đến quý vị và các bạn cuộc trao đổi của chúng tôi hôm nay. Và các bạn nhìn thấy một dàn cựu chiến binh, vâng, rất là hùng mạnh. Xin giới thiệu qua, đây là những cựu chiến binh toàn là hỏa lực của sư đoàn 7. Và có một lời khiếu nại rất dễ thương đối với Lê Hiếu, đó là bài viết của Lê Hiếu đã đề cập rất ít tới hỏa lực của các anh. Và tôi thì bênh cho Lê Hiếu rằng là hồi ký thì anh liên lạc đại đội của chúng ta chỉ viết được những gì mà anh ấy biết. Và hôm nay chúng tôi có mặt tại đây, chúng ta sẽ cùng nghe các cựu chiến binh hỏa lực nói về mình. Và bây giờ thì có lẽ là tiền chủ hậu khách, tôi xin mời bác Mạnh giới thiệu trước. Bác hãy giới thiệu về mình, về đơn vị của mình, và những điều gì mà bác muốn chia sẻ với khán giả, điều gì mà theo bác là nhẽ ra Lê Hiếu phải viết về đơn vị mình. Xin mời bác Mạnh. Vâng, xin chào Chiến binh Việt Nam, xin chào tác giả Lê Hiếu, xin chào tất cả mọi anh em chiến hữu. Tôi là Phạm Văn Mạnh, chiến sĩ pháo 37 của trung đoàn 210, là cái loại pháo bắn phòng không, nhưng mà thực ra mà nói là hạ lòng bắn ngang với một cái loại pháo bắn có tốc độ cao, có thể là vừa đi vừa hành quân vừa đi bắn cũng rất là hiệu quả. Cái việc này là khắc tinh của kẻ địch. Trong những cái trường hợp mà chiến đấu phải nói là kẻ địch vô cùng khiếp sợ về những cái loại pháo bắn như vãi đạn và lổ đến 2 lần, thậm chí kể cả xe tăng, xe cơ giới cũng có thể là chúng tôi tiêu diệt được. Trong cái trận chiến đấu ở biên giới Tây Nam ấy, thì thực ra báo cáo với Uyên Minh Việt Nam là cái hỏa lực mạnh mà chúng tôi được như vậy là bộ binh vô cùng quý mến. Nhưng mà bộ binh địch thì vô cùng là những loại khắc tinh của đơn vị pháo 37 chúng tôi, mà có thể là chiến đấu mấy năm trời ở đấy. Trong những trận chiến đấu thì có những trận chiến đấu bộ binh gọi là chỉ có một phần thôi, nhưng mà có những cái trận chiến đấu bộ binh nguy cơ đến mức gọi tôi chiến đấu có thể là đến vài trăm viên đạn. Nếu như vài trăm viên đạn thì cũng tương đương với một cái chiến đấu cả một lửa ngày rồi. Thế là cho nên là chúng tôi trong những chiến đấu, ngoài những cái việc gian khổ và ác liệt ra, thì có phải nói là cái chúng tôi tham gia đắc lực cho bộ binh, mà là bộ binh rất là vô cùng quý mến. Thế thì có những cái kỷ niệm, rất là nhiều cái kỷ niệm đối với bộ binh. Trong những lúc tưởng như vậy là chúng tôi ở trên trường tưởng như là pháo là ở cái địa phương đằng sau, nhưng thực ra mà nói kể cả bộ binh ở đằng trước cũng không dám ở. Thế cho nên là cái pháo chúng tôi là phải cái xạ quang tốt, mà không cái địa hình phải nhô hẳn lên trên gọi là chốt tiền tiêu đấy. Nhưng mà chưa có cái bài viết nào nói là pháo đi chốt trên tiền tiêu, nhưng mà thực ra mà nói chúng tôi là trên chốt tất cả, không có một cái án ngữ nào đằng trước thì chúng tôi mới tiêu diệt được. Thế cái kỷ niệm mà lớn là trong một cái trận chiến đấu mà cùng kết hợp với một cái khẩu pháo 85 của một đơn vị cũng ở 210, nó cũng đi bắn thẳng. Thế thì trong đó là có đồng đội chúng tôi mà cũng lại người làng chúng tôi là khẩu pháo 85, trong khi là trung đoàn 209, trung đoàn 3, trung 1, đoàn 165 như vậy gọi chi viện và tiêu diệt một cái xe tăng thiết giáp. Phải nói là lúc 3 giờ chiều, một phát đầu tiên của khẩu pháo 85 tiêu diệt, một phát đầu tiên đã tiêu diệt một cái thiết giáp và cháy. Và đồng thời kết hợp bộ binh gọi tiếp tục khẩu 37 chi viện bắn tiếp cho một số cái bọn ở trên thiết giáp nó nhảy ra, thì pháo 37 chúng tôi chi viện đắc lực và tiêu diệt gọn cả một cái thiết giáp và bộ. Sau một cái tiếng nổ rất là lớn thì bùng một cái tiếng nổ nữa, không biết làm sao lại thành một cái tiếng nổ nó bùng ra một mảng nữa,
họ cháy như một cái đống rơm. Thì cuối cùng về sau mới bảo là ra nó lổ đạn bên trong, thì nó bung cái cánh cửa ra nó lại tiếp tục cháy. Thì coi như là chỗ ông Nhòm và bộ binh báo về như vậy là các anh đã tiêu diệt gọn cái thiết giáp này. Đấy là cái kỷ niệm một trận đánh gọi là chúng tôi là ác liệt, và được bộ binh rất là ca ngợi. Như vậy là các anh pháo cả xạ bắn rất là tốt, mà chi viện cho bộ binh gọi là rất là tuyệt vời. Đấy, cái chuyện tiếp một sau chỉ sau một cái đêm mới thôi, sau một cái chiều hôm mới thôi báo cáo với in viện là sau một cái chiều thì được 5 giờ chiều là cái khẩu pháo 85 ấy bắt đầu là được lệnh rút. Thì khẩu pháo 37 chúng tôi chưa được lệnh rút, thì ngay đêm hôm ấy 3 giờ đêm là nó dùng 2 đại đội tăng cường vào đánh vào khẩu 85 và khẩu 37 chúng tôi. Thì là cuối cùng là thực ra mà nói thì chúng tôi pháo binh là đánh nhau với bộ binh là nó không tốt lắm. Hai nữa là cái những cái chiến hào của bộ binh ấy, là thực ra mà nói thì đơn giản, chiến hào của pháo binh là đơn giản hơn của bộ binh nhiều. Hai nữa là vào cái mùa mưa nước thông hào, tức là những cái gụ pháo để mình gụ pháo cá nhân để chiến đấu thì thực ra mà nói đào xuống thì nước không thể ở được, chỉ có đắp nổi lên trên này thì thực là mong manh. Thế rồi nó tập trung 2 đại đội hỏa lực tăng cường và nó đánh thì trong những cái tiếng mà hô chô 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 và nó xung phong vào và trước cửa mặt chúng tôi chỉ cách 20 mét thôi. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì báo cáo với chị là đơn vị pháo vào 7 chúng tôi như vậy cũng cầm cự được khoảng 20 phút. Đấy là những cái kỷ niệm 20 phút. Thì trong đó có những cái chúng tôi đã cài mìn, cài những quả mìn định hướng cờ rô mò đó của phiền Mỹ đấy. Nhưng mà ngay bản thân tôi gác, tôi đã cầm cái cóc điện cờ rô mò lên rồi, nhưng bấm, nhưng mà đêm tối mù mịt nó không biết lúc nào cài cách tới 20 mét nó lại vào trong 10 mét. Thì mình không hiểu như vậy là thế nào mà đêm tối như thế mà rồi trinh sát nó vào. Tôi mới có một cái kỷ niệm như thế này cho nên mình mới sống và cả khẩu đội được sống. Tự nhiên trong chiến đấu bắt đầu nghĩ ra những cái kinh nghiệm chiến đấu của thời chống Mỹ. Thời chống Mỹ thì các anh nói là nếu mà không phát hiện được trinh sát nó vào, nó quay ngược mình lại thì là nó sẽ có khi có bấm cái là nó phản vào mình. Trong một cái giây phút tích tắc là lóe sáng ra đó, thì lưng của mình lên thì là lưng của cóc mình lên rồi, nhưng không dám không bấm nữa. Vừa lên lên thì nhìn đến độ khoảng 8-9 thằng nó ngồi cách đây khoảng 7-8 mét thôi, nó cứ nạp đạn vào ấy thôi. Thế thì mình quyết định là thôi không bấm nữa và chiến đấu bằng súng AK. Chiến đấu bằng súng AK thì thực ra mà nói nó phát lửa đầu lòng, thì nó bắt đầu nó mới tập trung nó đánh mình. Thì các anh em ở trong hầm thì cũng không ra được, ra thì không có hầm công sự. Nó không như hầm bộ binh và công sự bộ binh. Thế cho nên là cuối cùng như vậy là ra thì nó xông vào nó cái trận ấy là xông vào coi như là nó vò chúng tôi. Sau khi một phát một động tác nhanh nhẹn là tôi nhảy qua cái thành giếng của nó, thương của M19 gọi là thành vào cái thành giếng, tức là có cả xi măng chúng tôi chôn hết cả lên đầu lên áo mình. Xong mình vào thì anh em trực chiến ở trong hầm tại chỗ thôi. Thì bảo nó xông vào đông quá, thế là anh em cuối cùng hôm ấy là mất chốt. Đấy, đúng quan điểm đấy là một cái kỷ niệm lớn, và mất chốt và khẩu pháo là cũng bị nó phá hủy. Sau khi kéo về, đấy là những cái kỷ niệm lớn. Đấy là trong những cái thời kỳ chiến tranh ở biên giới đánh sang nó khoảng 20 cây hoặc là gần 30 cây. Lúc bây giờ đang đánh ở Chùa Hận. Tức là Chùa Hận là chúng tôi tham gia với trung đoàn 165 bộ binh của sư đoàn 7. Thì cái Chùa Hận này thì là cũng là lính của mình đặt tên ra thôi, là vì cái Chùa Hận này là trung đoàn 34 hết lần này đến lần khác là không thể lên được với nó cầm cự rất là ác liệt. Thế nhưng mà về sau là điều trung đoàn 42 xuống cùng với chúng tôi là mới giải phóng được cái Chùa Hận này. Chùa Hận này vô cùng ác liệt, nó ở cái đường trên chóp, mở cái đường ngựa trên chóp đi tạt xuống đấy. Thì sau này đánh lên thì giáp xong đấy, đánh lên thì có gì đâu, có 8-9 thằng, trong đó là 3-4 đứa con gái nữ, nó xích lẫn vào với nhau này, nó xích vào với nhau này, nó mỗi một thằng 2-3 khẩu
súng một loại hỏa lực đại liên mới này đấy, nó xích vào không thể nào chạy được, còn bọn chạy được thì nó chạy hết rồi, mới nó chết hết rồi. Cuối cùng như vậy là cứ bảo nó đánh ác lắm, nhưng mà thực ra mà nói là bắt buộc nó phải như thế. Thì trong chiến trường thì bộ binh thì chúng tôi là gặp những cái trường hợp là cũng rất nhiều, chứ không phải nói đồng đội tôi, thậm chí chúng tôi đi chiến đấu ban đêm, hoặc là có những cái pháo của chúng tôi không thể kéo xe nữa, là đều phải đồn xuống những cái thùng vũng rồi bờ ruộng là đấy chiếm lĩnh trận địa. Thế thì trong đó là có những cái đơn vị của 29 người ta cũng phát hiện, giả dụ như đồng chí Tăng đây là cố trong 20 nhưng lúc nào cũng đi bám sát chúng tôi, còn phát hiện cả pháo 7 nó bắn thiên nhiên này có quả trượt nó còn vượt trên cao nó mới lỏ. Thế các đồng chí lúc nào cũng đi, các đồng chí hiệu đây cũng thế, lúc nào cũng bám sát mấy trận trên trường là đều bám sát. Thế trong những cái trận chiến đấu thế thì có nhiều cái đơn vị tham gia, có nhiều những cái đồng chí tham gia. Thế thì nói một cái đoạn này ở tạm biên giới, sau chương trình sẽ làm việc tiếp với để các anh em ở một anh em pháo 37 nữa, tức là cũng sát cánh cùng chúng tôi nhưng mà lại chi viện cho cái chỗ đoạn hướng khác. Thế xin giới thiệu là đồng chí Vũ Văn Hát là cũng ở cùng quê đây thôi, nhưng mà cũng ở pháo 37, cũng ở đơn vị chúng tôi, nhưng mà tách ra từng khẩu đánh cho từng giúp từng tiểu đoàn bộ binh. Báo cáo với các đồng chí thì nói chung là ngày hôm nay mà về được đến quê hương ấy, nhìn các đồng chí tôi rất phấn khởi. Còn bước vào cuộc chiến ấy, cuộc lính ấy, thì là tôi đi lính năm 1975 và được bổ sung vào đơn vị trung đoàn 42, có nghĩa là trung đoàn 209 đấy, trực tiếp thì là năm 76. Cuộc chiến của chúng tôi bắt đầu từ năm 77 đến hết là năm 1981, và đến năm 86 tôi mới được trở về quê hương. Có nghĩa là tôi theo trung đoàn 209 từ lúc bắt đầu có cuộc chiến ở biên giới phía Nam đến lúc là hoàn thành nhiệm vụ, tức là giải phóng cho bạn, sau đó là chúng tôi mới được trở về. Thì cái đoạn đường của chúng tôi đi là tôi trực tiếp là tôi được bổ sung vào trung đoàn 209 ở đơn vị 16, là đơn vị cối 120. Đơn vị khối 120 pháo đi cùng. Thì trong cái lúc nói chung là trong cuộc chiến này thì nói chung là rất là nhiều cái là vất vả. Và chúng tôi ở cuộc chiến là làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia ở khối 120, thì nói chung là về các đơn vị là đều được anh em quý mến, và đi làm nhiệm vụ thì là đều là hoàn thành nhiệm vụ. Trong cái chiến trường ở Campuchia, chúng tôi ở cái đơn vị C-16, trung đoàn 209, sư 7, quân đoàn 4, thì chúng tôi là đơn vị 16, tôi thì ở lính, lúc thì ở pháo, lúc thì đặc nhiệm của tôi là về bên trinh sát pháo binh. Thì nhiều khi về cái việc của chúng tôi làm ấy, thì thực chất ra nói về các cái cuộc chốt chặn gian khổ nhất là năm 78 và đầu năm 79. Là rất vất vả ở các cái trận ở biên giới. Nói chung là chúng tôi đã được chứng kiến nhiều cái vụ việc của lính pháo binh, từ lính cuối 120, lính 37, lính 85 và đến 105 và đến pháo 155 cũng có khi là giá bắn thẳng. Đấy là báo cáo thẳng với các đồng chí như thế. Hai nữa về nguyên tắc là 37 cũng giá bắn thẳng, chứ còn ở đây nói về cuộc chiến nó khác biệt như thế. Như về căn cứ về tình hình bảo vệ biên giới thì cái này chúng ta không nói, nghĩa làm sao là hoàn thành nhiệm vụ. Thế còn cái việc làm của tôi ấy, thì của trung đoàn 209 ấy, nói chung là chúng tôi là hành quân là cũng nhiều cái vất vả và khó khăn, tức là bước đường đi bắt đầu từ ở Tây Ninh, có nghĩa đơn vị xuất phát từ ở Tây Ninh rồi là sang Campuchia đi các tỉnh, cuối cùng là cái đoạn đường chúng tôi cùng nhất là đi vào tới gọi là cái núi Kim Cương đấy, đi tải gạo cho 339, cuối cùng là quay lại về U Đông. Địa bàn hoạt động của trung đoàn 209 nói chung là quanh là tỉnh Công Bông Sơ Bư.
khi hoàn thành nhiệm vụ là sư đoàn bộ là chốt ở Ô Đông. Và sau khi là được giải phóng xong thì là được lệnh là rút quân về Việt Nam, thì lúc đó là tôi lại chuyển về chuyên gia quân sự, tức là thuộc về sư đoàn 9, tư lệnh 979. Thì là tôi cũng không nắm, từ năm 82 trở đi là tôi lại chuyển sang công tác là chuyên gia quân sự. Đến năm 86 thì tôi bắt đầu mới được trở về quê hương. Còn nói diễn giải từng trận đánh rồi là các thứ thì nhiều lắm, thì cái này thì cũng lại nhường lời để cho các đồng chí khác diễn giải các cái trận đánh. Thì còn tôi thực trực tiếp là tham gia tất cả là 72 trận, chứ 72 trận sau tổng kết là chiến dịch đánh Buôn Bút là tôi tham gia 72 trận. Trong đó có cả trận nào thì cũng biết được cả, kể cả đuổi Tào Mốc, đây cũng đi đuổi Tào Mốc nhưng có thấy Tào Mốc mẹ đâu. Voi của Tào Mốc chúng tôi thịt, chúng tôi ăn thịt voi Tào Mốc. Nhưng mà thực rất ra có thấy Tào Mốc đâu. Bởi người Campuchia nó đều giống nhau, nó chỉ có mặc quần áo vào thì mới biết ai là ông tướng, ai là ông tá, thì còn quần áo đen trần xì hết thì biết thế nào được. Thế cho nên là nói chung là cái cuộc chiến đấu ở Campuchia thì đây nói thật các đồng chí là chúng tôi cũng chỉ là con em của trung đoàn 209, nhưng mà trung đoàn 209 là trên được phong 2 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là một quả đấm thép của sư đoàn 7, cho nên chỗ nào khó khăn là đều rúi trung đoàn 42 vào. Mà nói chung là các tiểu đoàn là đánh nhau cũng mạnh, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9, trong đó là có mấy C hỏa lực 16, 17, 18. Nói chung là anh em là vất vả lắm, hình như là anh em cũng bị thương như gần hết. Đấy là nói đồng chí, còn cũng không bởi trận nào cũng va chạm đánh nhau ác. Cho nên những đồng chí mà sống sót và về còn nguyên bản ấy, thì cũng không còn nhiều đâu, đa số nào bị sức sát và đánh nhau suốt rồi. Sao Long Minh thì có bao giờ anh bị nó vây không? À, báo cáo với anh thế này, về cái nguyên tắc chung của chúng tôi ấy, thì chúng tôi bị bao vây, có những trận bao vây mà mình không thể biết được, sau phá được vòng vây bộ binh người ta mới phát hiện được thì là mình nằm ở giữa. Thế còn về cái nguyên tắc trinh sát pháo binh của chúng tôi đấy, nhiều khi gặp địch không được đánh. Nếu mà ba anh em chúng tôi đi trinh sát pháo binh, nếu mà đánh nhau với địch cũng có khả năng là mình thua. Và hai nữa, mình không mang được cái kết quả đo tọa độ về để cho pháo cuối 120 chi viện cho các đơn vị. Bởi các đơn vị bộ binh thì bao giờ người ta cũng đi ở phía trước, cối của chúng tôi thì đặt sau anh em độ khoảng từ 1 cây đến 1 cây rưỡi, cũng có khi là chỉ khoảng là 500 mét thôi. Nhưng mà mình phải giữ bí mật để hoàn thành cái nhiệm vụ đo tọa độ, bám được tọa độ và chỉnh pháo vào các cái đơn vị địch để chi viện cho bộ binh. Nếu mà có ba anh em đi mà bị lộ mà lại đánh địch thì không thể báo tọa độ chính xác về cho đơn vị pháo bắn đi được. Bởi pháo bắn được chi viện cho các tiểu đoàn vận động tốt là anh trinh sát pháo binh. Khi các đơn vị tiến đến đâu thì mình đều phải có pháo cối 120 là chi viện tiêu diệt hỏa lực để cho bộ binh nó lên. Thế cho nên là anh em chúng tôi nhiều khi phải lẩn, không dám va chạm với địch. Đấy là cái thật. Còn đi trinh sát kể cả về ban đêm và ban ngày là gặp địch là nhiều lắm. Bởi nói thật với anh em thằng đấy này, cũng chẳng cần gì phải nói, nó vây cả đi ra đất nước của người ta, ở chỗ nào cũng là dân, chỗ nào cũng là lính, dân là lính, 10 tuổi rồi lên là xác định là lính rồi. Thế mình đi vào giữa thì dân đây cũng có khi là ban ngày khi chúng tôi giải phóng, gọi là giải phóng nông binh xong đấy, bắt đầu là vận động tiếp để đi chi quét đấy, thì vào các phum các bản là rất là nhiều dân. Nhưng mà mình nhìn thấy dân như thế thôi, nhưng mà tối mà mình không cảnh giác là cái dân nó mang B-40 nó cọc vào đầu mình. Đấy đấy là cái nguy hiểm ở cái chỗ. Chứ còn thực ra là Campuchia nó là chiến tranh nhân dân, từ 10 tuổi trở lên là nó đã biết bắn súng rồi, già 6-70 tuổi là biết ôm mìn vào đánh rồi. Đấy cho nên là rất là kinh ở chỗ. Cho nên là anh em chúng tôi liên tục được cấp trên quán triệt là đi đến đâu là phải bảo vệ đến đấy, chứ cũng không phải đi đến đâu giải phóng được đến đấy đâu. Có khi mình đi đằng trước, có khi địch nó đi đằng sau. Đấy thì báo cáo với anh ấy. Thế còn vây thì cũng nhiều trận vây lắm. Vây thì mình lại phá vòng vây, bộ binh lại bắt buộc phải phá. Thế còn là bảo vệ cho các đơn vị hỏa lực,
nhiều khi trung đoàn ý, thì là trung đoàn 42 nhiều khi được trung đoàn 210 chi viện ý, là phối hợp ý, là đi có một đại đội 105 này, rồi là một đại đội là 37 này, là tất cả một đại đội là 4 khẩu 105 này, rồi là 4 khẩu là 37 này là đi, thì mình nó nằm ở giữa thì mình phải bảo vệ vòng ngoài, bảo vệ vòng ngoài, nhưng mà nhiều khi đánh nhau cũng mạnh lắm đấy, đánh nhau mạnh lắm, bộ binh mà nó vỡ vòng vây của bộ binh rồi đấy thì là pháo binh các anh là phải tự giác để mà bảo vệ pháo thôi. Thế cho nên là về cái việc pháo binh mấy bộ binh ở bên Campuchia khi đi truy quét ấy, thì như nhau cả thôi. Thế còn cái chiến thuật của pháo binh chúng tôi ấy thì đánh bộ binh là chúng tôi kém, chỉ có mỗi anh 300 viên đạn AK này, trung đội trưởng như ở đại đội 16 tôi chỉ có M79 là cao thủ nhất, làm gì có V40 mới coi gì đâu. Thế cho nên là anh em chúng tôi cũng cứ gọi là phải đi với bộ binh, có nghĩa là pháo thì là mình đánh pháo, thì còn đánh bộ binh ấy thì là cơ bản là các tiểu đoàn bộ binh người ta đánh tốt lắm mà lì lắm đấy. Cho nên là cái sư đoàn 7 này là chuyên ca ngợi là trung đoàn 209, mà ai cái đồng chí nào ở trung đoàn 209 thì biết rồi, đánh nhau tốt, đánh nhau rất tốt, kể cả lính 77 78 bổ sung mà đánh nhau cũng tốt đấy, báo cáo cảnh như thế. Anh có thời gian mà đi làm chuyên gia ấy, thì cái thời gian đấy là chính quyền hai mặt nó, thế thì anh xử lý như thế nào, anh có bị cái đột xuất gì ở chỗ chính quyền hai mặt của họ không? Không, báo cáo các anh như thế này, khi chúng tôi chuyển sang chuyên gia quân sự thì đi ra cũng coi như là lính đánh nhau đã thuần thục rồi. Khi đơn vị mà quân tình nguyện Việt Nam tức là được chuẩn bị được lệnh rút quân về nước thì là sư đoàn 7 cử lại một số sĩ quan tức là đã qua chiến đấu ở lại thì chúng tôi cũng nghĩ là ở lại là ở tiểu đoàn dân vận, thế là thì là cuối cùng là tiểu đoàn dân vận thì chúng tôi vẫn nhận nhiệm vụ bình thường. Thế thì lúc bây giờ là trên huyện, tức là huyện của cấp huyện của Campuchia ấy, và kết hợp với người quân Việt Nam, ví dụ như là chuyên gia Việt Nam là cử anh em chúng tôi là chỉ có 2 người trên một xã thôi. Thì lúc bấy giờ mình lại thanh lọc đấy, nói với anh rất tỉ mỉ thanh lọc, bởi người ta cũng có chính quyền của ta rồi, nhưng mà chính quyền lúc bấy giờ thì đa số những người có trình độ văn hóa có tí chữ thì là đa số là làm việc cho buôn bốt. Thì khi anh em chúng tôi thâm nhập vào là làm việc ở cấp xã thì cũng sợ lắm, có 2 anh em thôi thì là ở một xã và trong đó là có 21 anh du kích của người Campuchia thì nó cũng có đầy đủ B40, B41, nó bảo vệ, nhưng mình tin chó thì nó đâu. Thế nhưng mà cái cấp xã, tôi nói này, cái cấp xã này, công an xã này, chủ tịch xã này thì là mình bắt đầu mình mới lại nghe ngóng tình hình dân. Có những anh là ở cấp xã, chủ tịch xã nhưng mà ăn lương hai mặt, tức là ban ngày thì nó vẫn lên xã làm việc nhưng ban đêm nó đi hoạt động cho buôn bốt. Thì là chúng tôi lại phải thâm nhập xuống dân thì lúc bây giờ tiếng thì mình chưa sành, thì lại phải tìm đến tinh cái gia đình đại khái là như người Châu Đốc An Giang ấy, họ sang bên này lâu rồi đấy, họ biết tiếng Campuchia thì mình cũng dần dần mình hỏi thì mới truy ra cái ông cha này là hoạt động hai mặt, thì mình lại báo về huyện nó phải báo kín thì huyện người ta lại có cái liên lạc với cái phòng A72 gì là của cái của bộ đấy, cái phòng điều tra của bộ đấy, thì lại mình lại ở dưới này lại phải nhặt công khác nên đấy. Dần sau đến năm 83 thì bắt đầu là chính quyền ở các thôn ấp mới lại tạm ổn định, lúc bấy giờ bắt đầu mới lại xây dựng chính quyền tiếp là gọi bộ đội khám bộ đội đàng hoàng đấy. Đến năm 85 anh em chúng tôi vẫn phải làm cái công việc đó. Sau đó là đến năm 86 thì là tình hình nó cũng tạm ổn định, thì lúc bây giờ là trên cho chúng tôi về để lúc bây giờ giao toàn bộ cho bạn, nhưng mà cấp huyện thì vẫn có người Việt Nam, cấp xã thì là không có, nhưng mà cấp huyện vẫn có người Việt Nam làm chuyên gia đấy, thì báo cáo với các anh như vậy. Thì còn trong những cái năm 81
82, 83 là tình hình nó cũng vẫn lục đục lắm quanh Đông Bênh. Thế còn địa bàn hoạt động của trung đoàn 209, tức là trực thuộc lúc bây giờ bắn về là quân khu 9 do mặt trận 979 quản lý anh em chúng tôi đấy, thì là chủ yếu bảo vệ vành đai Đông Bênh. Căn cứ hoạt động của chúng tôi là ở huyện, tức là Bua Đê Như, tỉnh Căng Đan. Đấy, đấy là những cái năm chúng tôi là hoạt động ở 11 xã ở cái huyện Bua Đê Như. Xã to, xã nhỏ, cứ mỗi xã là hai chuyên gia làm việc ở đấy. Đấy, báo cáo này. Khi năm 86 thì là tình hình dân là ổn định, là chúng tôi bàn giao là chúng tôi được phép là trên cho chúng tôi nghỉ. Cái thời gian mà làm chuyên gia, một số người buổi tối là không dám ngủ ở trong xã, mà thường là về các đơn vị bộ đội mình để ngủ. Thì anh các buổi tối ở đấy thì anh ngủ ở đâu, và anh có bao giờ bị nó phục kích không? Không, báo cáo với anh như này, chúng tôi lại có cái khôn của chúng tôi, thì thực chất ra mình không thể về đơn vị. Mỗi một trung đoàn là có một cái đơn vị là cơ động. Khi ở xã này xảy ra là chúng tôi là điện về tiểu đoàn lại điện cho chi viện. Như cái ý thì mình không thể làm như thế được, cho nên là anh em chúng tôi lại có cái mánh khóe hơn. Cái căn cứ tình hình của cái xã đó, nếu mà nó mà lục đục, ví dụ như tôi là ở xã Tu Lúc Thum cùng với lại anh Chuẩn người Thái Bình, hai anh em tức là cũng làm một cái nhà đấy, nó thường đập lá thốt lốt. Như thực ra mà nói với lại các đồng chí là đêm là mình không dám ngủ. Thì người lúc nào cũng có khẩu AK với một khẩu súng ngắn. Thế nhưng mà nó vào nó thịt mình lúc nào mình không biết. Như du kích thì nó gác, thì đêm nó đi múa lăm vông hết mẹ rồi, còn lấy đâu ra người nữa. Thế thì anh em chúng tôi nằm ở đấy, nhưng mà thực ra mà nói động một cái này anh em tôi phải lẩn luôn. Thế còn khi mình phải làm cái công tác dân vận tốt quanh cái khu, cái phun, cái ấp ý, thì kiểu gì dân người ta cũng rất thích là quân tình nguyện Việt Nam. Thế mình phải là làm việc với người ta. Khi mà tình hình nó khó khăn thì mình có khả năng mình nghỉ tại gia đình người ta, thì là người ta bảo vệ cho mình. Có khả năng là tối nay nghỉ nhà này nhưng mai tôi nghỉ nhà khác, thì tôi không nghỉ một thôi. Như là một con chim, miễn làm sao anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Một tháng là anh phải về huyện anh báo cáo được 4 lần. Và cũng có khi là một ngày anh báo cáo được một lần, nhưng mà làm gì có máy điện thoại. Khái anh phải đi bộ xuống đấy. Thế về sau thì trên phát cho anh em chúng tôi là hai anh em một cái đài to, cái đài gì của với lại một cái xe đạp chiến thắng, tức là để đi xuống các phum ấp để tuyển quân với lại làm các thủ. Chủ yếu là mình đi để xem tình hình dân, người ta báo tình cái thằng nó còn quay lại nó làm việc ấy, làm việc hai mặt ấy, để mình ấy thôi. Chứ còn trong cái tiểu đoàn chuyên gia của huyện Bua Đê Như anh em tôi thì cũng không ai bị xảy ra cái chuyện là bị địch bắt hoặc địch bắn cả anh ạ. Đấy, tình hình là nó rất là căng thẳng, nhưng mà mình cũng phải cảnh giác, mình phải khôn thì mình mới giải được. Chứ còn suốt ngày cũng lại đi vào mấy dân gọi là múa mông, chúng tôi vẫn múa hát, chúng tôi vẫn hát, nhưng mà tối chúng tôi không có ở đấy. Còn ngày thì chúng tôi đi hoạt động bình thường, nhưng mà tối chúng tôi lại phải về cái chỗ chúng tôi để bảo vệ cái vừa bảo vệ mình, hay nữa bảo vệ cái việc mình làm việc giúp cách mạng Campuchia. Hàng ngày thì anh làm cái gì? Hàng ngày thì thế này, cái công việc hàng ngày chúng tôi cũng chỉ là cái theo dõi một cái ủy ban đấy, là có 7 ông, từ chủ tịch, phó chủ tịch đến công an, xong là chúng tôi là theo dõi công việc của ta làm. Tiếng thì chúng tôi không sành nhiều, nhưng chúng tôi nhìn cái hành động của người ta để chúng tôi biết được. Thế còn ví dụ như đi xuống các thôn ấp mà họp đấy, thì chúng tôi vẫn phải đi với người ta. Nhưng lúc bấy giờ đi đấy thì là chúng tôi có một phiên dịch mới, chúng tôi chưa biết được nhiều tiếng, chúng tôi phải cần phiên dịch, tránh hiện tượng giờ nó nói toàn về cái chuyện phản động thì mình cũng không nghe được, từ chính trị mình khó hiểu thì phải có phiên dịch. Nhưng về sau thì chúng tôi ở đấy làm việc được khoảng 1-2 năm thì chúng tôi cũng thuộc được nhiều cái. Nghe thì nghe được nhưng nói nó khó. Thế nhưng mà ví dụ như xuống họp hành mà nó tuyên truyền về cái đường lối chính sách ấy, nó nói mà không đúng ấy, là mình cũng biết được. Thế hàng ngày chúng tôi chỉ như thế thôi, chứ không có làm cái gì khác.
chủ yếu là họp hành và các cái kế hoạch của cái xã, bất kể làm cái gì là phải thông qua chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi đóng như là một ông chủ tịch xã và ông phó chủ tịch xã đi cùng làm việc cùng. Đấy, cho báo cáo với anh. Về công an rồi là tất cả về các cái việc trong xã là chúng tôi đều phải nắm hết. Nắm hết, không trừ cái việc sản xuất là mình không nắm thôi. Thế còn chủ yếu đi vào quân sự. Hàng tháng lấy quân rồi là kiểm tra người là chúng tôi đều phải dúng tay vào làm hết, nhưng mình phải làm theo cái cách của người Việt Nam. Đấy. Thì còn trong cái xã ấy, nếu mà có tình hình gì mà nó khác là mình phải trực tiếp báo về huyện để người ta về người ta xử lý, thì còn mình không được việc xử lý anh ạ. Đấy. Như anh ở cái xã đấy thì anh báo thì người ta bắt được bao nhiêu thằng hay là chính quyền hay là báo bắt bao nhiêu người? Thực ra nói bắt cái dân thì cũng đếm thì mình không đếm được, nhưng mà về cái cấp chính quyền của xã là được 4 tên. Về sau là phát hiện ra một tin, cái người thật tin tưởng đấy, người ta nói là cái ông này đấy là trước đây cũng hoạt động cho buôn bút, là cấp tiểu đoàn trưởng chứ không phải là bình thường. Trông người nó ác lắm, trông ngon nghẻ, mà như gặp người Việt Nam, gặp anh em chúng tôi thì liềm lở, kể cả xin gà người ta cho luôn. Thế nhưng mà nó làm được lòng mình để nó hoạt động.